Chào bạn. Nhiều người muốn tìm hiểu về công việc đại lý bảo hiểm nhân thọ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Ở Hàn Quốc, đại lý bảo hiểm là công việc được giới trẻ lựa chọn hàng đầu sau ca sĩ và diễn viên bởi có quá nhiều ưu điểm mà công việc này mang lại. Nhưng ở Việt Nam, đa số người đại lý bảo hiểm bị coi thường và khinh miệt, chủ yếu đến từ những người có khuynh hướng bảo thủ và thiếu hiểu biết về bảo hiểm nhân thọ. Video 7 bí mật nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho bạn góc nhìn toàn cảnh về công việc này, những thông tin mà bạn sẽ rất khó tiếp cận nếu không làm nghề. Hãy tận hưởng và tặng cho tác giả những bình luận là suy nghĩ, cảm nhận của bạn phía dưới nhé. 7 bí mật nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ đó là: bí mật đầu tiên, đại lý bảo hiểm nhân thọ không phải làm thuê. Nghe lạ tai đúng không bạn? Nhưng đó là sự thực 100%. Người đại lý bảo hiểm có 3 chữ tự mà ít ngành nghề có được, đó là tự do thể hiện cá tính, tự chủ thời gian và tự quyết định thu nhập. Tự do thể hiện cá tính, bạn cứ là bạn thôi, bạn không cần sống để làm hài lòng người khác. Tự chủ thời gian, bạn tự quyết định thời gian mình làm việc, không cần xin phép để được nghỉ ốm, không cần xin phép để được đi du lịch, không cần xin phép để nghỉ làm. Mà cái chữ tự thứ 3, đó chính là tự quyết định thu nhập. Thu nhập không giới hạn theo kết quả kinh doanh thực tế mà bạn mang lại, kể cả lương của bạn cao hơn một người ở vị trí giám đốc cũng ok. Trong môi trường bảo hiểm, người quản lý, trưởng phòng, giám đốc kinh doanh đều không phải là người trả lương cho bạn. Họ được trả lương để hỗ trợ bạn làm được việc. Nếu họ nói sai, bạn có quyền không nghe theo, không làm theo, vì công ty mới là người trả lương cho bạn. Bạn chỉ cần chấp hành theo nội quy công ty là được. Ưu điểm thứ hai, không có lương cứng. Không có lương cứng cũng là ưu điểm của công việc này. Bởi vì nếu có lương cứng, nghĩa là bạn vẫn phải đang đi làm thuê, vẫn phải làm 8 giờ một ngày và phải điểm danh, phải chấm công. Lương cứng phù hợp cho những ai thích mức lương cố định, không giảm, cũng không tăng hoặc tăng được một ít thôi. Họ đã thấy tốt rồi. Những người này tôi gọi là người an phận. Công việc đại lý bảo hiểm đặc biệt không phù hợp với những ai thích an phận. Đó là sự thật. Nhiều người bỏ ra hàng trăm triệu đồng mới xin nổ một công việc để có lương cứng 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu một tháng, thêm một vài khoản hỗ trợ thôi rất là nhỏ, nhưng đã cảm thấy rất ưng ý rồi. Vậy tại sao lại đòi hỏi là khi làm đại lý bảo hiểm không phải bỏ ra một xu nào để đi làm cả, nhưng cũng phải có lương cứng như các công việc khác? Sao lại vô lý thế? Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều phải bán một thứ gì đó trong cuộc sống để đổi lấy tiền. Đó chính là thời gian, là trí tuệ, là sức khỏe của mỗi người. Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ giúp bạn bán được giá nhất. Nếu bạn muốn một công việc được trả công xứng đáng, không giới hạn theo kết quả của bạn, thì đại lý bảo hiểm là công việc phù hợp với bạn. Bí mật thứ 3, nhưng thu nhập lại ổn định. Có vẻ không hợp lý cho lắm đúng không? Tại sao không có lương cứng mà lại nói rằng thu nhập ổn định? Bởi vì các công ty bảo hiểm đều có memo tính thu nhập, thù lao và được Bộ Tài chính phê duyệt trước khi chuyển về tay các nhân viên công ty. Các khoản thu nhập của người đại lý bảo hiểm được hưởng đó chính là hoa hồng đại lý và các khoản thưởng đại lý khác. Hàng tháng, công ty bảo hiểm tính thu nhập dựa trên kết quả kinh doanh thực tế, đó chính là phí bảo hiểm, và công thức tính thu nhập áp dụng cho đại lý đó để trả lương, không có bất cứ giới hạn trên nào. Ngay cả khi thu nhập mỗi tháng của đại lý có thể là 1 tỷ đồng một tháng. Ngoài ra, công việc người tư vấn đại lý bảo hiểm còn được hưởng mức thuế thu nhập cá nhân thấp, chỉ 5%. Đây được coi là những chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho công việc này. Vậy, bạn luôn được trả lương và thưởng đúng hạn. Các chế độ đãi ngộ đều thể hiện rõ ràng tại hợp đồng đại lý, các memo thi đua, các chế độ thưởng và thu nhập của công ty. Toàn bộ thuế thu nhập cá nhân đều được tự động khấu trừ hàng tháng. Những đồng tiền mà người đại lý có được chính là những đồng tiền sạch và hợp pháp vì đã nộp thuế cho nhà nước. Bí mật thứ tư, cơ hội quá nhiều. Theo thống kê của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thì cho tới hết năm 2016, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam chỉ có 8%. Nghĩa là cứ 100 người thì mới chỉ có 8 người đã mua bảo hiểm nhân thọ, còn 92% còn lại là chưa có bảo hiểm nhân thọ. Một điều nữa cần chú ý
bất kỳ ai đã hiểu và cảm thấy cần thì họ sẽ mua bảo hiểm nhân thọ ngay lập tức. Điều quan trọng là người đại lý bảo hiểm có giúp khách hàng hiểu và cần hay không mà thôi. Tỷ phú Jack Ma có câu: ở đâu có phàn nàn, ở đó có cơ hội. Khách hàng ghét bảo hiểm, khinh thường người đại lý chủ yếu là do họ chưa hiểu rõ về bảo hiểm, cộng thêm những đại lý yếu kém làm mất lòng tin từ họ. Nếu bạn trở thành một đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, bạn có thể xử lý mọi vấn đề, đó là cơ hội của bạn chỉ khi bạn nắm lấy nó. Thứ năm, được hoàn thiện bản thân mà không phải bỏ tiền. Bạn có muốn được hoàn thiện kỹ năng giao tiếp? Bạn có muốn được đào tạo kỹ năng bán hàng? Hay bạn có muốn vượt qua chính mình để đứng trước đám đông? Hay bạn mong muốn được tự tin diễn thuyết trước nhiều người? Bạn muốn từng bước đạt đỉnh cao của cuộc đời? Vân vân. Bạn có thể học và có cơ hội thực hành, rèn luyện các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong công việc tư vấn bảo hiểm mà không cần bỏ một xu học phí. Chỉ cần chứng minh được rằng bạn có trí tuệ, có năng lực và có khát khao để thành công. Bí mật thứ 6, được tôn vinh xứng đáng. Bạn đang là chủ doanh nghiệp, hay bạn đang là một trưởng phòng, hay bạn đang là một nhân viên cốt cán trong công ty cần mẫn nhiều năm liền, vân vân. Trong một năm, bạn được bao nhiêu lần vinh danh? Bao nhiêu lần bạn được người khác ghi nhận những thành quả mà bạn đã vất vả gây dựng? Bao nhiêu lần bạn được sự tán thưởng và ghi nhận từ những người xung quanh? Ít, ít lắm bạn ạ. Tôi từng trải qua nên tôi hiểu cảm giác của bạn. Khi những gì bạn chờ đợi và mong muốn luôn lớn hơn những gì bạn nhận được. Ở các công ty bảo hiểm, bạn hoàn toàn có thể được ghi danh và tưởng thưởng xứng đáng. Khi bạn có kết quả kinh doanh xuất sắc, bạn được vinh danh. Khi bạn có đội nhóm có năng suất và kết quả đáng ngưỡng mộ, bạn được vinh danh. Khi bạn có những sáng kiến giúp cải thiện hiệu suất làm việc của mọi người, bạn được vinh danh. Khi bạn đạt các chương trình thi đua, bạn cũng được vinh danh. Khi bạn đạt các danh hiệu cao quý trong nghề bảo hiểm, bạn cũng được vinh danh và còn rất nhiều các lần vinh danh khác nữa. Không ai giới hạn bạn nếu bạn thực sự có khả năng. Cũng không ai gièm pha, đố kỵ, nói xấu sau lưng, bởi nghề này là như vậy. Bí mật cuối cùng, nhưng nghề tư vấn bảo hiểm không dành cho tất cả mọi người, đó là sự thật. Nhiều người Việt nghĩ rằng nghề này dễ, ai cũng làm được. Sai, sai lầm to rồi. Ở những nước phát triển, người xin việc phải tự bỏ tiền túi để đi học các trung tâm đào tạo chứng chỉ bảo hiểm với mức phí dao động từ 500 đến 800 đô. Sau khi tốt nghiệp và có chứng chỉ, người đó mới được phép nộp hồ sơ xin việc vào các công ty bảo hiểm nhân thọ. Một quốc gia điển hình ở châu Á là Singapore. Số tiền cần bỏ ra để học xong một khóa cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trung bình là 750 đô một người. Còn ở Việt Nam thì sao? Các công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam vẫn đang tự bỏ tiền túi để đào tạo cho các lớp học chứng chỉ. Sau khi đỗ kỳ thi tại Bộ Tài chính, chi phí thi cũng do công ty trả luôn, thì người ứng viên mới được chính thức công nhận là đại lý bảo hiểm của công ty đó. Nghĩa là để làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thì hoàn toàn miễn phí. Chính yếu tố này làm cho mọi người xem nhẹ công việc tư vấn bảo hiểm, một trong top 100 công việc tốt nhất thế kỷ 21 đã được viết trong sách. Và thực sự mà nói, ở khía cạnh cá nhân, tôi mong rằng chỉ 2 năm nữa thôi, những người muốn đi làm bảo hiểm phải tự bỏ tiền túi ra để chi trả các khoản tiền học, các khoản lệ phí thi để nâng cao chất lượng đầu vào, thải loại hết các tư vấn bảo hiểm yếu đuối đi. Đó là điều tôi thực sự mong muốn ở công việc này. Tuy nhiên, cũng có hai cái nhóm người không thể làm được công việc đại lý bảo hiểm nhân thọ. Họ là ai? Đó là nhóm đầu tiên, những người sống an phận, là những cái nhóm người mà tôi đã nói ở phần trên ấy. Đó là những cá nhân sẵn sàng làm việc 8 giờ một ngày liên tục trong 35 năm, 40 năm để về hưu và nhận mức lương tối đa là 75% lương đóng bảo hiểm xã hội. Thu nhập hiện tại mỗi tháng chỉ 4 đến 5 triệu, chi không dám chi, tiêu lại càng không dám tiêu, nhưng vẫn hài lòng, vẫn cảm thấy rất ổn và không cần thay đổi. Để có mức thu nhập ổn định này, nhiều người thậm chí phải bỏ ra vài trăm triệu để chạy trọt xin việc, để rồi gần như cả cuộc đời không thể gỡ vốn. Bởi vì như thầy của tôi đã nói, sống an phận là một hình thái thất bại của cuộc đời. Nhóm thứ hai, những người lười biếng, lười học. Đó là những người chỉ thích bánh vẽ, thích giàu có, thích thành ông nọ bà kia mà không muốn phải làm việc.
thích một đêm thức dậy trở thành tỷ phú luôn, thành triệu phú đô la luôn, thì xin lỗi, bảo hiểm không phải nơi dành cho bạn. Công việc tư vấn bảo hiểm yêu cầu sự kiên trì, bền bỉ và nhẫn nại. Và không thể thiếu được cái quan trọng nhất, đó chính là sự chăm chỉ. Muốn thành công đường dài, ngoài 4 yếu tố kể trên, bạn cần có khả năng tự học và học liên tục. Có như vậy, bạn mới giúp bạn trở thành người đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp và xuất sắc được. Nếu bạn không có những điều đó, thì tốt nhất hãy tìm công việc khác. Qua video này, những gì tôi muốn chia sẻ với bạn về nghề đại lý, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ thì tôi đã nói ở phía trên. Tôi hy vọng và mong muốn rằng thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong 3 đến 5 năm tới sẽ phát triển rầm rộ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Từ nhận thức của người dân đến kỹ năng, chuyên môn của người đại lý tư vấn đều được nâng cao. Và nếu vài năm nữa, mỗi người trong mỗi chúng ta muốn làm bảo hiểm nhân thọ mà phải tự bỏ tiền ra để thi chứng chỉ bảo hiểm thì thực sự tôi sẽ cảm thấy thực sự rất vui. Đó là ý kiến của tôi. Vậy thì hãy cho tôi biết ý kiến của bạn ở phần dưới comment. Chào bạn, bạn đang xem video của kênh Sự Thật Bảo Hiểm, chuyên chia sẻ các bài học về bảo hiểm, kinh doanh và cuộc sống. Nếu bạn thích video này, hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút đăng ký, subscribe để nhận thông báo những video mới nhé. Và nếu bạn muốn kết nối với tôi, hãy follow theo các thông tin có trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.